Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Benchino. Chỉ mới tối hôm qua, các fan One Punch Man đã có một phen nhốn nháo khi mà cả hai vị tác giả One và Murata mang lại trận chiến giữa Void hư không và Blast quay trở lại. Trong bối cảnh One Punch Man không có quá nhiều điều thú vị, các fan đã chờ đợi hơn 6 tháng, nối tiếp là những chương truyện mang quá nhiều thông tin từ Hiệp hội Hùng Neo và âm mưu bí mật của một tổ chức tân thời mới. Thì có lẽ việc mang trận chiến giữa Void hư không chính là điều cần thiết. Phải biết rằng Void hư không được hấp thụ bởi sức mạnh thoát ra của Cosmic Garou, cộng với việc hắn là một kẻ tự nguyện phụng sự dưới thần lực của God, khác hẳn với những kẻ bị God tìm tới như là Tatsumaki, Vua Không Nhà hay Spy God. Void hư không được biết đến là một người bạn rất thân và là cộng sự mà Blast rất là tin cậy. Chúng ta có quá nhiều câu hỏi về nhân vật này. Sức mạnh của hắn liệu có mạnh hơn Cosmic Garou? Chuyện gì đã xảy ra hơn 20 năm về trước? Tại sao Blast lại cố gắng cứu Void hư không? Hôm nay hãy cùng mình phân tích chapter 262 trong One Punch Man để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong chương này nhé. Để hiểu rõ về tình tiết trước đó, mình sẽ vắn tắt lại nội dung trận chiến trước đó giữa Blast và Void hư không. Ở chap 255 trước đó, ngay khi Flashy và Sonic đánh bại nhóm Thiên Nhẫn Đảng, một tổ chức ninja hoạt động dưới sự sùng bái của vua ninja, không ai khác chính là Void hư không. Chúng cho rằng sự trở lại của ngài sẽ là thời điểm mà không một ai thiên địch lại. Với những thuật áp đảo, chúng tin rằng Thiên Nhẫn Đảng sẽ thống trị cả thế giới. Và với cái lối văn thơ dài dòng thì chỉ một vài chapter sau đó, cả hội Thiên Nhẫn Đảng đã phải thất bại dưới tay của Flashy và Sonic. Tên thủ lĩnh của hội đã có vài lời hấp hối trước khi ngài xuất hiện. Hắn hỏi Flashy Flash tại sao lại phản bội ý chí của làng, tại sao Flashy Flash lại ra tay thanh trừng tiêu diệt toàn bộ tổ chức tiên gia. Hắn tiếp tục nói thêm, mặc dù ngươi đánh bại hội Thiên Nhẫn Đảng, thế nhưng so với sức mạnh của ngài, thì chỉ với những thuật ảo lòi của ngài, thì bọn ngươi không là cái đinh gỉ gì so với ngài ấy cả. Nói tới đây hắn ta lăn ra chết. Còn Sonic hỏi Flashy Flash rằng, ngươi nghĩ tình đó tới chưa? Vừa nói xong thì Flashy Flash đã hét lên, khi thấy Sonic đang cầm khối lập thương mà Void hư không mang tới. Với diện mạo của mình, có lẽ đó là lý do khiến cho Sonic không cảnh giác. Tuy nhiên với tâm lý vững, Sonic không phải dính phải những thuật của hắn, mà người mém nhận được sức mạnh của thần lực lại chính là Flashy. Trong khi đối đầu với Void hư không để ngăn cản quá trình hắn dụ dỗ Sonic, Flashy đã vô tình chạm phải khối lập phương, dẫn anh đến một giấc mơ. Xuất hiện trên cánh đồng nơi mà Flashy và Sonic chỉ là những đứa trẻ, Sonic kẻ giả mạo đưa bàn tay hướng về Flashy và nói rằng, hãy cùng nhau xây dựng lại ngôi làng nào. Lúc đó Flashy đã vội đưa tay, nhưng tức khắc Sonic đã lao thẳng tới và đấm thẳng một cú ngay mặt Flashy để giúp cho anh bạn này nhận ra là mình đang dính phải những thuật của Void hư không. Flashy lấy lại bình tĩnh và theo như phân tích của Sonic, anh cho rằng những thuật sẽ lợi dụng sự phụ thuộc vào cảm xúc trong thân tâm để dụ dỗ người khác. Và đó chính là lý do mà Sonic không dính phải loại những thuật này. Thất bại trong việc thao túng Flashy và Sonic về với God, Void hư không nói rằng những kẻ quá tự tin vào năng lực của bản thân sẽ không có mối quan hệ bình đẳng với người khác. Thế nên chuyện tan rã sẽ là điều tất yếu. Sonic và Flashy méo hiểu Void đang nói gì. Hai người họ lại nghĩ rằng chắc Void đang nói về mối quan hệ giữa hắn với Blast. Thế nhưng hắn nói không, hắn đang nói về Flashy và Sonic. Một người thì vượt trội về kỹ năng, người kia thì mạnh mẽ về mặt tinh thần. Cả hai chính là một sự cân bằng hoàn hảo. Vòng vo một hồi thì cả hai quyết định lao tới Void để giải quyết nhanh mọi chuyện. Thế nhưng lần này, sức mạnh của hắn đã vượt mọi định luật. Void bằng khả năng dịch chuyển ra khỏi không gian và thực tại, Void lơ lửng trong vô vàn thực tại đang diễn ra, nơi nằm ngoài những quy luật nhân quả của vũ trụ. Trong chiều không gian được gấp lại như những quả bong bóng, chỉ cần một những thuật đặc biệt được gọi là kết giới bậc cao, Void dùng hai tay để ấn chủ và tung ra một đòn cắt không gian để đánh bại Flashy và Sonic. Nhanh chóng ngay sau đó, Blast đã xuất hiện, giấu một phần thân trên của Sonic vào không gian khác, và rồi nhanh chóng mang cơ thể nguyên vẹn của Sonic trở về. Đối mặt với người bạn năm xưa, Void hư không điên tiết với sự xuất hiện của Blast và phần chuyện lúc đó tạm thời kết thúc. Dường như một trận chiến không biết ai thắng ai thua. Đợi đến hôm nay tại chap 262 thì chúng ta lại tiếp tục với tình tiết mới nhất của trận chiến. Vậy Blast và Void hư không đã có một trận chiến như thế nào? Bây giờ hãy cùng mình đi đến những diễn biến mới nhất nhé. Chương 262 mở đầu là hình ảnh của Void hư không. Hắn được xuất hiện ngay trong ảnh bìa của chép chuyện tuần này với tiêu đề ràng buộc. Void xuất hiện với diện mạo của một quỷ thần, sở hữu một gương mặt kinh dị với sức mạnh của God, cùng với thần lực mà Cosmic Garou đã thoát ra trong trận chiến trước đó với Saitama, cùng với hai thanh kiếm khá là ấn tượng với dòng chữ lưỡi kiếm siêu việt thứ nguyên. Chương truyện lần này sẽ tập trung nói nhiều đến sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau giữa Void hư không và Blast để cho khán giả chúng ta có cái nhìn chung về sức mạnh thứ nguyên của cả hai. Nối tiếp trận chiến trước đó, lúc này Blast lao tới Void hư không, tung ngay một cú đấm trọng lực thẳng vào mặt hắn. Và như được biết thì khi lần đầu xuất hiện trong trận chiến với Cosmic Garou, Blast cũng triển khai cú đấm này. Cú đấm trọng lực là một trong những tuyệt chiêu cơ bản của Blast. Anh sử dụng nó để tăng cường sức mạnh vào cú đấm,
điều khiển một lượng sóng trọng lực cực lớn, lớn đến mức mà nó có khả năng làm xoắn hoặc thay đổi quỹ đạo của các tia bức xạ vũ trụ. Điều này cho thấy rằng mức độ kiểm soát trọng lực của Blast rất là cao. Và mặc dù chưa được xác nhận cụ thể, nhưng thường chúng ta sẽ thấy Blast sẽ triển khai cú đấm trọng lực này thông qua hai bàn tay từ bộ giáp của anh. Đây cũng chính là lý do vì sao giúp Blast có thể bay lơ lửng trên trời nhờ vào bộ giáp kiểm soát trọng lực. Điều này khá tương tự như anh hùng Iron Man trong Marvel đấy nhỉ. Quay trở lại câu chuyện thì ngay khi lãnh chọn cú đấm từ Blast, Voi hư không đã dùng kiếm chém Blast, nhưng nhanh chóng vị anh hùng hạng 1 lớp S đã né được. Ngay sau đó, Blast dùng hai bàn tay triển khai hai quả cầu trọng lực để chặn hai cánh tay đang dùng kiếm của Voi. Anh áp sát mặt vào Voi và nói, ta đã đợi suốt 15 năm, chúng ta vẫn chưa hiểu Blast đã đợi Voi hư không trong 15 năm qua để làm gì. Có thể là để người bạn của mình hồi sinh trở lại và cứu lấy Voi hư không khỏi sức mạnh của gót trắng. Tiếp đó, Blast tiếp tục chấn giữ hai cánh tay của Voi hư không xuống đất vì trọng lực từ hai quả cầu này quá lớn, khiến cho Voi dường như khá là khó khăn để chống đỡ lại sức mạnh của Blast. Như được thấy, sức mạnh của Blast phải nói là rất ấn tượng. Với trọng lực quyền, Voi bị áp đảo xuống mặt đất và khiến cả khu vực bị lõm sâu hơn cả chục mét. Lúc này, Voi hư không có vẻ đã không thể làm được gì với Blast. Nhìn thấy Voi đang cố gắng thoát thân, Blast nói rằng nếu muốn di chuyển đến chiều thứ nguyên cao hơn thì phải dùng cả hai tay để kết ấn. Vậy là trong chapter 256 trước đó, khoảng khắc mà Voi dùng tay kết ấn với thuật ấn chú để chạm vào thực tại của Flashy và Sonic, thì chúng ta có thể hiểu đây chính là chiều không gian thứ nguyên, cao hơn cả những chiều không gian khác. Nếu mà Voi hư không có thể nhìn thấy vô vàn cái chủ trụ đang diễn ra, có thể tác động vào nó mà không ảnh hưởng gì đến quy luật nhân quả. Sau khi giam giữ được Voi, Blast lúc này mới tiết lộ rằng trong suốt 15 năm qua, anh đã mài dũa kỹ thuật bắt giữ mà không cần giết. Có vẻ sau trận chiến ban đầu của họ, thì giờ đây Blast đã mạnh lên rất nhiều. Anh đã tự tin một mình đối đầu với Voi hư không mà không cần sự trợ giúp từ Sonic và Flashy. Lúc này thì ta cũng được biết thêm, việc Blast cố gắng bắt giữ Voi hư không là để cứu giúp Voi thoát khỏi nhân tính mà thần lực điều khiển. Chúng ta hãy quay trở lại với diễn biến tiếp theo của chap 241. Blast đã trở lại trụ sở Hiệp hội Anh hùng để theo dõi việc nghiên cứu đưa những người ăn tế bào quái vật trở lại thành người. Blast là một người rất bận rộn, dường như có rất nhiều mối hiểm họa và vấn đề vũ trụ đang cần anh giải quyết. Thế nhưng với công trình nghiên cứu này, Blast lại tự mình về lại trụ sở để theo dõi. Có lẽ đây là một việc rất ý nghĩa với anh. Mình cho rằng khả năng cao là liên quan đến việc đưa Voi hư không trở về con người. Một ý nữa mà mình nghĩ, việc Blast giam giữ Voi hư không mà không giết hắn, có lẽ là để tra hỏi về God. God đang có âm mưu gì đến trái đất? God đang ở đâu? Và hắn đáng sợ như thế nào? Có lẽ là Voi hư không sẽ là người biết nhiều đến thực thể này. Tiếp tục câu chuyện chứng kiến sức mạnh của Blast. Flashy và Sonic chỉ đứng làm khán giả, cả hai chỗ mắt đầy kinh ngạc về sức mạnh của anh hùng hạng 1 lớp S Blast. Ngay sau đó những quả cầu trắng xuất hiện phía sau Blast, anh hùng chúng ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh nghiêng người nhìn về phía quả cầu màu trắng đó, ngay lập tức chúng lao tới Blast. Blast nhanh chóng triển khai những quả cầu màu đen. Như được thấy, đại diện cho sức mạnh của Blast là những quả cầu màu đen, còn Voi hư không sẽ là màu trắng. Blast giơ ngón tay điều khiển quả cầu đen di chuyển để hấp thụ những quả cầu trắng của Voi. Những vòng sáng trắng hấp thụ những quả cầu đen và cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Dễ hiểu thì chúng ta sẽ có thể minh họa, quả của Blast mang màu đen, mang năng lượng dương, còn quả cầu màu trắng của Voi mang năng lượng âm. Và nếu hai quả cầu này hấp thụ nhau, sẽ triệt tiêu nhau, sức mạnh của cả hai chính là thiên nghịch của nhau. Blast nhạy bén và thành thục hơn nhiều so với Voi hư không, khi mà anh có thể khai thác rất tốt sức mạnh của mình đã áp đảo Voi. Điều này chứng minh rằng, ở thời điểm hiện tại thì Blast nhỉnh hơn nhiều so với Voi. Mặc dù là Blast từng cho rằng Voi hư không sẽ là một đại thảm họa cấp bội lần Cosmic Guru. Thế nhưng tới thời điểm hiện tại thì chỉ với sức mạnh của chiến thần hạng 1 lớp S, anh có thể chấn áp được Voi hư không mà không tốn quá nhiều thời gian. Ngay khi đánh bại mọi ý chí của Voi, Blast chậm chệ nói rằng những thứ đó không có tác dụng với anh đâu. Blast tiếp tục tung thêm một quả cầu năng lượng nữa vào Voi hư không. Với quả cầu trọng lực tung ngay ngực đã khiến cho Voi thốt lên về sức mạnh quá khủng khiếp. Blast yêu cầu Voi hãy cùng anh về với tổng bộ để tiếp tục trị liệu, đúng như những gì suy đoán ban đầu. Blast là một người rất tốt bụng, anh đang cố gắng để giải cứu Voi trước sức mạnh thao túng từ God. Bởi như cuộc hội thoại trước đó, Blast cũng tự nhận hậu quả của Voi hư không chính là do lỗi của anh. Điều này cho thấy Blast là một anh hùng vừa nghĩa khí lại vừa có trách nhiệm cho mọi việc. Một tính cách rất phù hợp với một người đứng đầu đúng không? Trong lúc giằng co với Voi và chuẩn bị đưa hắn về tổng bộ, thì đâu đó hai chiếc phi tiêu lao tới tấn công vào Voi hư không. Blast đã giật mình đá văng vũ khí của Sonic, làm mấy chuyện thừa thãi. Blast quay sang trách móc Sonic, nhưng ngay lúc này thanh niên cũng đâu có vừa. Anh nhảy cợt lên mặt nhăn nhít kể lại Blast rằng sao không kết liễu hắn ta luôn đi. Blast không muốn trả lời. Trong lúc Blast bất cẩn, Voi hư không đã cố ăn lấy quả cầu màu đen. Thật bất ngờ khi mà những quả cầu này có thể cầm nắm và hấp thụ được. Nhìn Voi hư không ăn lấy nó, cứ như đây chẳng khác gì những quả bong bóng mềm dẻo vậy. Voi tìm được cách thoát thân. Hắn nói Blast đừng vội đắc ý. Luôn xung kích trọng lực từ hai quả cầu, chấn áp ở hai cánh tay của Voi cũng bị tiêu biến. Tay của hắn bắt đầu di chuyển. Voi thực hiện ấn chú bằng hai tay.
Blast bất ngờ và tung ngay hai quả cầu để giữ Void nhưng đã không kịp. Tên này đã đi đến chiều không gian thứ nguyên. Lại thêm một lần nữa Void thành công trốn thoát khỏi Blast. Hắn cười lớn đắc chí trước kế hoạch thất bại của Blast. Sonic tức giận nói rằng Void đã chạy trốn mất tâm rồi và yêu cầu Blast hãy làm gì đó đi. Thế nhưng Blast thì vẫn bần thần. Anh suy nghĩ tại sao Void lại có thể hấp thụ được quả cầu trọng lực. Đây có lẽ là một chuyện bất ngờ đối với anh. Blast còn cho rằng sức mạnh bóng tối của anh là thứ có thể phong ấn sức mạnh ánh sáng. Thế nhưng chuyện Void hư không ăn lấy quả cầu của anh là điều không ngờ. Ngay tức khắc, một cú chạm không gian được bung ra. Blast vội vàng dịch chuyển Sonic và Flashy bằng cách tạo cổng, điều khiển nó xây một tọa độ không gian khác để né cú chém thứ nguyên của Void hư không. Chương 262 kết thúc với việc sức mạnh từ nhát chém của Void. Cú chém mạnh đến nỗi cắt sâu đất liền thành vật phẩm, bầu trời cũng xé rách cả mây. Khá là lâu rồi One Punch Man mới được nhộn nhịp như vậy. Hy vọng hai tuần sau, trận chiến vẫn tiếp tục được diễn ra để chúng ta được biết nhiều hơn về sức mạnh của Void hư không. Và đó cũng chính là những tình tiết coi chồng chapter 262 mới nhất của One Punch Man. Các bạn thấy chapter mới này như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình là Nhân. Xin chào và hẹn gặp lại.